Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 24 tháng 9, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác dân vận và mặt trận Tổ quốc quý tư năm 2021. Nghiệm thu đề tài xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát âm và viết sai chính tả, nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N của học sinh và người dân tỉnh Hưng Yên. Đoàn cán bộ y tế Hưng Yên tích cực hỗ trợ chống dịch tại miền Nam. Xã Trung Nghĩa trên 110 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị triển khai công tác dân vận và mặt trận Tổ quốc quý tư năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đơn vị. Công tác giám sát phản biện xã hội tập trung vào các lĩnh vực nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và nhân dân. Những vấn đề dư luận quan tâm, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đề nghị quý tư năm 2021, Ban Dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xử lý ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình các địa bàn có điểm nóng, phức tạp để kịp thời tham mưu với cấp ủy có biện pháp chỉ đạo giải quyết, chăm lo đời sống cho nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát âm và viết sai chính tả, nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N của học sinh, người dân tỉnh Hưng Yên, do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì thực hiện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Kết quả khảo sát trên 4.000 học sinh, 451 giáo viên, 75 công chức viên chức trên toàn tỉnh cho thấy tình trạng nhầm lẫn trong phát âm và viết chính tả hai phụ âm đầu L và N khá phổ biến tại Hưng Yên, trong đó nhầm lẫn trong phát âm nhiều hơn trong viết chính tả. Nhiều người nhầm lẫn cả trong nói và viết. Nguyên nhân chủ yếu do môi trường giáo dục ngôn ngữ trong gia đình và nhà trường. Việc sửa cho học sinh để tránh viết viết sai, nói sai là điều vô cùng cần thiết. Vì đây nó là hai cái âm riêng biệt. Thế mà nếu học sinh mà phát âm sai thì nó dẫn tới cái nghĩa của câu, nghĩa của từ, nghĩa của câu văn sẽ sai hoàn toàn. Đây là một cái trạng rất là nguy hiểm. Rèn được, nói được đúng thì đương nhiên là văn hóa của chúng ta được nâng lên. Chúng ta giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt. Trước thực trạng đó, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì thực hiện đề tài xây dựng hệ thống học liệu nhằm khắc phục căn bản tình trạng phát âm và viết sai chính tả, nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N của học sinh, người dân tỉnh Hưng Yên. Sau 3 năm triển khai, đề tài đã xây dựng 8 bộ học liệu văn bản, trong đó 5 bộ dành cho 5 lớp khối tiểu học, 1 bộ dành cho khối học sinh trung học, 1 bộ dành cho sinh viên sư phạm, 1 bộ cho đối tượng xã hội. Bộ học liệu Media gồm 6 video có thể trình chiếu trên truyền hình hoặc trang web, 420 file âm thanh, 78 bản trình chiếu PowerPoint và những trò chơi đố vui ngắn, hấp dẫn. Học liệu Media có thể dùng được ngay, mà dùng ngay cho cả mầm non. Thế còn các cái học liệu về ngôn ngữ, ban chủ nhiệm đề tài có thể tỉa bớt cho nó nhẹ nhàng, vui vẻ hơn và in thành sách chuyển đến các nhà trường. Và tất nhiên là trước khi sử dụng là phải có sự tập huấn, thì lộ trình này sẽ thành công, nhưng đương nhiên là phải mất thời gian, phải một thời gian chứ không thể ngay và luôn được. Cái mà chúng tôi cần là có sự phối hợp của ngành giáo dục,
Nếu giáo dục không vào cuộc thì không làm nổi. Bởi vì mục đích của đề tài là tập trung vào giáo dục, nhưng cụ thể là tiểu học, cụ thể là giáo viên. Và chúng tôi sẽ soạn ra những cái bài giảng cụ thể, những bài giảng rất chi tiết và rất linh hoạt, vui. Có khi là văn bản giấy, có khi là cái audio âm thanh, có khi là cái trò chơi PowerPoint, có khi là cái video để các cháu nó xem, có khi là những bài thơ, có khi bài hát chúng tôi sáng tác. Mỗi lần các cháu nó học nó chỉ cần 5 phút, 7 phút và các thầy cô có thể ghém vào một cái chương trình giáo dục, chương trình một cái bài giảng là có thể xong một chương trình, một bài học. Với 7 trên 7 phiếu, hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài ở mức xuất sắc. Cũng trong sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2020 và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030. Đề tài do Viện Kinh tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 2 khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động, chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 và dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận cho ý kiến điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 9 dự án với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng, tăng kế hoạch vốn cho 7 dự án thêm 61 tỷ đồng, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phân bổ kế hoạch vốn cho 9 công trình. Kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết quan trọng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư góp phần tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19 nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Hưng Yên đang có 2 đoàn cán bộ y tế tình nguyện hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Dù gặp không ít khó khăn, vất vả và cả nguy hiểm, nhưng 50 cán bộ y tế Hưng Yên vẫn đang tích cực thực hiện nhiệm vụ để góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19 ở những điểm nóng. Chào tạm biệt người thân con cái, khoác ba lô trên vai, lên đường hàng ngày. Một ca trực tại bệnh viện dã chiến số 16 thành phố Hồ Chí Minh của điều dưỡng Cao Thanh Hương bắt đầu đầy năng lượng tích cực như vậy. Trong mỗi ca trực, chị cùng kiếp trực gồm 10 bác sĩ điều dưỡng tình nguyện viên phải đón từ 30 đến 80 bệnh nhân mới điều trị, theo dõi chỉ số sinh tồn, chăm sóc cho từ 400 đến 600 bệnh nhân COVID-19. Vào đây mình cũng xác định luôn là mình cũng là F0 luôn rồi, để làm việc cho nó thoải mái. Mình cứ sợ này sợ kia thì mình làm công việc nó cũng sẽ không hiệu quả. Đoàn cán bộ y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 9. Hầu hết là lực lượng trẻ có sức khỏe, nhiệt huyết và tay nghề chuyên môn vững. 20 người được chia làm 3 ca, 4 kiếp trực để đảm bảo làm việc liên tục 24/24 giờ. Mỗi ca trực từ 6 đến 12 tiếng đồng hồ liên tục, không ăn nghỉ trong bộ đồ phòng hộ kín mít. Có thành viên trong đoàn đã bị sốc nhiệt khi đang làm nhiệm vụ, nhưng nhìn chung đến nay, sau hơn nửa tháng, sức khỏe của cả đoàn vẫn đảm bảo và an toàn. Khi vào đấy thì các bạn ấy rất là lo lắng, thế nhưng mà cũng được sự động viên của lãnh đạo của bệnh viện, rồi bên khoa chống nhiễm khuẩn, rồi ở trong đoàn cũng động viên nhau, thì mọi người cũng thực hiện tốt cái quy trình bảo hộ. Cứ 3 ngày thì được làm PCR một lần. Thì tới bây giờ thì tất cả 20 anh chị em trong đoàn thì đều an toàn hết và mọi người xét nghiệm đều âm tính hết. Bên cạnh đó, hơn một tháng nay, 30 cán bộ y tế Hưng Yên hiện vẫn đang tham gia hỗ trợ điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành ở tỉnh Đồng Nai. Mỗi ngày bệnh viện này đón nhận từ 5 đến 15 bệnh nhân COVID-19. Lúc cao điểm có tới 170 bệnh nhân điều trị, trong đó có nhiều bệnh nhân diễn biến nặng. Chuyển đến đây là những bệnh nhân thuộc tầng 2, những bệnh nhân vừa và bệnh nhân nặng. Chúng tôi đã tiếp đón, đã cấp cứu điều trị rất là tích cực. Đến nay thì đã có hơn 40 bệnh nhân được khỏi bệnh ra viện. Ở đây thì chúng tôi ở giường bệnh của khoa sản, ăn cơm hộp trong với điều kiện làm việc hết sức căng thẳng. Thì mọi người đều cố gắng hết mức. Bên cạnh việc khống chế thành công dịch bệnh, giữ vững Hưng Yên là vùng xanh an toàn, thời gian qua tỉnh Hưng Yên còn tích cực hỗ trợ nhân lực, vật lực, kinh phí phòng chống dịch cho các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Long An, Đồng Nai.
Thời gian gần đây do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều bệnh nhân không thể đến các bệnh viện tuyến trung ương khám chữa bệnh. Do đó, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tăng cao, nhất là các bệnh nhân nặng. Tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, tháng 7 có gần 470 bệnh nhân, tháng 8 có gần 600 bệnh nhân đến điều trị, tăng cao so với mức trung bình 300 bệnh nhân mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm 2021. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trong 2 tháng qua của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cũng tăng so với các tháng trước. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, 2 tháng qua lượng bệnh nhân đến khám tăng từ 25 đến 45% so với tháng 6. Lượng bệnh nhân phẫu thuật tháng 8 cũng tăng 27% so với tháng 6. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, các bệnh viện đã tăng cường nhân lực, vật lực, điều chuyển giường bệnh, điều dưỡng từ các khoa phòng có ít bệnh nhân. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến tỉnh đã làm chủ được một số thiết bị kỹ thuật hiện đại trong điều trị các ca bệnh nặng như xạ trị, can thiệp tim mạch, giúp người bệnh không phải lên tuyến trên. Thời gian qua, huyện Văn Giang đã tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm, hàng hóa, thiết bị y tế trị giá hàng tỷ đồng để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều cá nhân doanh nghiệp điển hình đã ủng hộ số lượng nhu yếu phẩm, hàng hóa có giá trị lớn như Hội Đông Y huyện Văn Giang ủng hộ 1,3 tấn gạo, Ni Sư Thích Đàm Thành, trụ trì Chùa Giác Quang, xã Phụng Công ủng hộ 1 tấn gạo, Đại Đức Thích Thanh Hai, trụ trì Chùa Diên Tự, thuộc bến xã Phụng Công ủng hộ 100 suất quà trị giá 20 triệu đồng. Công ty cổ phần và đồ uống quốc tế và công ty cổ phần tập đoàn Meraps ủng hộ đồ uống và nhiều dung dịch nước sát khuẩn. Đặc biệt trong đợt phát động ủng hộ lần này, công ty cổ phần Vinhomes đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện Văn Giang một hệ thống máy xét nghiệm PCR trị giá hơn 1,8 tỷ đồng và 10.000 bộ xét nghiệm nhanh để thực hiện xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bà có hai người con trai đều hạn chế khả năng lao động, không có nguồn thu nhập ổn định. Gia đình 5 người sống trong căn nhà tranh đã dột nát xuống cấp. Để giúp gia đình bà Tâm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã quyên góp ủng hộ số tiền 70 triệu đồng xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình. Được biết từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà chữ thập đỏ với tổng trị giá 200 triệu đồng. Vừa qua, Hội đồng thẩm định công nhận làng nghề tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thẩm định làng nghề hoa cây cảnh Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và làng nghề quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Trong đó, xã Mễ Sở có 957 hộ, chiếm trên 31% hộ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh nghề quất cảnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nghề hoa cây cảnh đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định, mỗi năm doanh thu 260 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng trên năm. Làng nghề quất cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh có 952 hộ đạt tỷ lệ 80%. Sản phẩm của làng nghề là các loại cây cảnh, quất chum, quất lọ, quất thế, quất lùm, quất bát, bưởi cảnh, cam cảnh, quất giống, quất khung. Thị trường tiêu thụ chính chủ yếu là khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Lợi nhuận làng nghề đạt 102 tỷ đồng, thu nhập bình quân của một hộ đạt 130 triệu đồng một năm. Sau khi xem xét các tiêu chí công nhận làng nghề, Hội đồng thẩm định công nhận làng nghề tỉnh hai làng nghề đạt tiêu chí và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề hoa cây cảnh Mễ Sở và làng nghề quất cảnh Thiết Trụ trong thời gian tới. Cùng với các làng nghề hoa cây cảnh quất cảnh như Xuân Quan, Phụng Công, Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Dũng Tiến, xã Đông Tảo, hai làng nghề này được công nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng thương hiệu, giá trị canh tác và phát triển du lịch sinh thái của các làng nghề ven tuyến đê sông Hồng. Phù Cừ là địa phương có truyền thống gieo cấy và thu hoạch lúa sớm nhất tỉnh. Hiện nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 500 hectare, chiếm 15% tổng diện tích và tiến hành trồng cây vụ đông. Ước tính vụ mùa năm nay, toàn huyện Phù Cừ thu hoạch từ 22 đến 23.000 tấn lúa. Song song với việc thu hoạch lúa mùa sớm, đến nay bà con nông dân trong huyện cũng đang tiến hành trồng được gần 100 hectare cây rau vụ đông như bí xanh, bí ngô, rau ngắn ngày.
Do không ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh và chưa thực sự vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên đến nay, tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, vẫn còn trên 110 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói, có những trường hợp phát sinh mới trong năm 2021. Tập trung nhiều tại thôn Đào Đặng và thôn Tính Linh, trong đó 107 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi, lều lán, kho và tập kết vật liệu xây dựng từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2016 và 6 trường hợp vi phạm từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến nay, tức là sau khi có chỉ thị 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tập trung giải tỏa vi phạm đất đai. Đó là ông Nguyễn Văn Quyền, thôn Tính Linh, Trần Hữu Tình, thôn Đào Đặng, vi phạm tập kết vật liệu xây dựng, Nguyễn Hữu Hùng, thôn Tính Linh, vi phạm xây dựng kho hàng, Đoàn Văn Linh, thôn Đào Đặng, xây dựng lán bán hàng. Đặc biệt, trong năm 2021, trên địa bàn thôn Đào Đặng đã phát sinh 2 trường hợp vi phạm mới là hộ ông Trần Hữu Chất đào đất để làm ao, ông Nguyễn Đăng Thủy xây dựng mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Hiện xã đã tổ chức cưỡng chế 1 trường hợp vi phạm đào ao, vận động được 5 hộ tự tháo dỡ công trình. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, xã đã lập biên bản các trường hợp vi phạm và sẽ tiến hành giải tỏa trong tháng 9 năm 2021 17 trường hợp, chiếm tỷ lệ trên 15% tổng số hộ vi phạm. Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai, mà khi đã xảy ra thì hậu quả rất khôn lường. Thế nhưng việc đầu tư cho hệ thống phòng chống cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ xem ra vẫn mang tính hình thức. Phản ánh tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hảo. Đây là khu nhà xưởng tái chế nhựa vừa được xây dựng mới trên mặt bằng của 3 nhà xưởng bị cháy rụi, xảy ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua. Bà Lê Thị Mai, chủ của một trong 3 xưởng bị cháy, thừa nhận do sự lơ là, thiếu quan sát, thiếu cẩn trọng là nguyên nhân dẫn đến cháy. Thế nhưng, sau khi dựng lại nhà xưởng xong, hệ thống chống cháy vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài xây dựng hệ thống nước để chữa cháy, thì không hề có hệ thống cảnh báo hay chữa cháy tự động. Cũng mất khá nhiều tiền nhưng bây giờ cũng không làm thế nào, thôi phải khắc phục. Khi cháy xong rồi thì nhà tôi rút kinh nghiệm, tôi khoan tất cả 4 cái giếng chìm. Và tất cả các vòi chữa cháy là tôi đều mua hết. Khuyên mọi người kinh doanh tất cả là đều phải khoan giếng và mua đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Cũng giống như bà Mai, sau vụ cháy liên hoàn 3 xưởng nêu trên, các hộ kinh doanh tái chế trong khu vực đã đầu tư hệ thống chữa cháy. Tuy nhiên, việc đầu tư cũng chỉ dừng lại ở hệ thống nước chữa cháy, chứ không có hệ thống phòng ngừa, cảnh báo hay phun nước tự động khi xảy ra cháy. Một số hộ còn không phân biệt được các loại hình chữa cháy mà chỉ mua để đối phó. Điều nguy hiểm hơn là các hộ sản xuất nơi đây đều chủ quan, yên tâm với hệ thống phòng cháy chữa cháy mà mình đã đầu tư. Chúng tôi đã tự sắm ra những gọi là thiết bị phòng cháy chữa cháy tương đối khá đầy đủ và khá an toàn. Theo như tự tôi suy ngẫm là như vậy. Theo như tôi nghĩ là anh em chúng tôi cả xóm này mà nhà nó ứng cứu đằng kia, chúng tôi có tất cả là 8 cái giếng khoan như thế này thì có thể chúng tôi ứng cứu cho nhau, có thể là tạm thời khống chế được ngọn lửa để cho nhờ đến chính quyền xuống. Bình này không biết là hãng gì nhưng mà tôi không rõ được, cứ đồng chí công an bán cho tôi là tôi mua. Tôi mua 2 loại, một cái con và một cái sách tay nhỏ 5 nghĩa là 5 lít, người ta gọi là thường là 5 lít mới 10 lít đấy. Thế là tôi mua 2 thứ. Tôi sử dụng 5 năm nay rồi. Lúc nào cũng phải có cái bình này trong nhà. Nếu như mà cái bình này mà để mà cái chốt lâu nó dỉ thì mình không giật được ra nữa là mình lại đi đổi lấy cái chốt mới. Tôi chỉ biết như thế thôi. Tổ dân phố Phan Bôi hiện có 140 hộ chuyên sản xuất buôn bán kinh doanh tái chế nhựa trong khu dân cư. Các nguyên liệu đều là vật dễ cháy, lại nằm sát hành lang lưới điện nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nhà xưởng nằm trong các ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể vào được nên khi xảy ra cháy thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Đối với các cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy thì công tác phòng chống cháy nổ phải luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng với sự chủ quan, thiếu quan tâm đầu tư cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất ở tổ dân phố Phan Bôi thì chắc chắn cháy sẽ tiếp tục xảy ra.